Trên toàn quốc. Thể theo những lá thư yêu cầu và nguyện vọng của một bác khách hàng trong thành phố Hồ Chí Minh muốn được ngắm nhìn những sản phẩm mà mình đang có nhu cầu, mong muốn được lựa chọn và sở hữu, thì đây là một combo karaoke em đang ghép lên trọn vẹn với những dòng loa JBL, và đây là hàng bãi Mỹ Xin với model là 935 các bác nhé. 935 với một kết cấu rằng một bát 40, một chung và một chép. Thì như các bác đã biết rằng những dòng loa ba số về tiếng bát của nó khá là sâu, thêm một chung thì lời giúp cho tiếng hát thì lại càng bay, càng nhẹ. Và với những tiếng chép của dòng JBL thì các bác đã biết rằng là JBL là một thương hiệu hàng xịn. Với những dòng ba số này, chép của nó rất là ngọt ngào. Và bác khách trong thành phố Hồ Chí Minh này thì có chia sẻ với em rằng là rất là băn khoăn không biết là sử dụng những đôi loa nào trong dòng của JBL cho nó phù hợp với lại không gian, phù hợp với lại số tiền mà mình đầu tư. Thì kính thưa các bác, trong tất cả các sản phẩm của JBL chuyên nghiệp thì nó có rất là nhiều model sản phẩm để cho các bác lựa chọn, cho các bác hình thành nên một combo karaoke trọn vẹn, đúng không ạ? Thế nhưng không phải là model nào nó cũng đáp ứng được đầy đủ theo cái nhu cầu. Thì với những cái combo với những dòng 935 hoặc 838 và xem lên một chút là 938 thì các bác có thể bỏ một mức đầu tư nó dao động khoảng từ 45 triệu trở lên là chúng em có thể hình thành cho các bác một combo gần như là hoàn chỉnh để các bác sử dụng khai thác được tối ưu cái chất âm của những dòng loa này. Vì sao em lại nói là 45 triệu trở lên? Bởi vì chúng em sẽ dựa vào cái mức đầu tư của các bác này, chúng em sẽ đưa những sản phẩm, ví dụ những chiếc đẩy, những chiếc vang hoặc những bộ mic. Thì những chiếc đẩy, chiếc vang, những bộ mic đó thì vì sao lại theo cái mong muốn các bác đầu tư? Bởi vì là ví dụ như là em ghép một chiếc đẩy của PS Audio thì giá của nó chỉ là 8.800.000 khi ghép vào những đôi loa này, rất là thoải mái, công suất để đánh, đúng không ạ? Mà chất âm đạt cũng rất là hay, đạt ở mức điểm khá trở lên rồi. Thế bác nào có mức đầu tư cao hơn thì chúng em sẽ tư vấn sang những dòng đẩy cao cấp, ví dụ như những chiếc đẩy size 1U của dòng CLBX, đúng không ạ? Thì mình lại khai thác một cách tối đa triệt để được chất âm của dòng JBL nữa, đúng không ạ? Thì với giá mức giá thành của những chiếc đẩy PS và những chiếc đẩy CLBX thì nó có độ chênh lệch nhau cũng tương đối. Vì vậy các bác trước khi muốn đầu tư cho mình những combo karaoke thì cần tham khảo những chi tiết như thế nào, các bác vui lòng gọi điện đến các số điện thoại của bên cửa hàng âm thanh A Luân để chúng em hỗ trợ tư vấn cho các bác lựa chọn được những sản phẩm hay nhất, đẹp nhất và phù hợp với lại mức mong muốn đầu tư của các bác nhé. Thì với những dòng loa JBL thì bên cửa hàng âm thanh A Luân chúng em đây là một đôi 935. Thì trước khi em quay lên video này thì em cũng có nhắn tới bác khách trong thành phố Hồ Chí Minh, sau khi quay xong em sẽ đưa lên trên kênh để cho bác được trực tiếp nhìn thấy cái sản phẩm thực tế và nghe trực tiếp cái chất âm của những dòng JBL như thế này, để bác khỏi phải phân vân trước khi đưa ra một cái quyết định là sẽ lựa chọn những dòng sản phẩm này ạ. Đây ạ, một đôi loa bãi ở JBL bên chúng em thì nó không có nhiều đâu các bác ạ, bởi vì chúng em lựa chọn hàng ở bên kia nó kỹ lắm. Chúng em không mua Aloso bởi vì đây là những dòng loa đắt tiền. Mà đã là những dòng loa đắt tiền thì không chỉ riêng các bác khách hàng bỏ tiền ra, bản thân chúng em bỏ tiền ra, chúng em nhặt hàng, chúng em cũng vẫn phải mong muốn rằng là em phải nhập được những đôi loa đẹp, thì khi về bán hàng cho các bác được sở hữu những đôi loa đẹp, tâm lý chúng em cũng thoải mái và tâm lý các bác cũng rất hài lòng, đúng không ạ? Đến với cửa hàng âm thanh A Luân thì JBL các bác hoàn toàn yên tâm nhé.
chúng em không chỉ là bao zin bao xịn đẹp thôi mà chúng em là cam kết luôn các bác ạ. Chúng em cam kết để cho các bác bỏ cái đồng tiền ra có được những đôi loa JBL đúng chất, là hàng xịn, hàng zin ạ. À, và đây là một combo đầy đủ em đang ghép lên để cho các khách hàng trong thành phố Hồ Chí Minh được tham khảo. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác vui lòng gọi điện đến số điện thoại trên tấm biển trên. À, chúng em sẽ trực tiếp tư vấn cho các bác nhé. Cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ. Thân ái và xin chào ạ.